Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, trong vũ trụ bao la này, có nơi nào mà thời gian không tồn tại? Vũ trụ chứa đầy những bí ẩn đang thách thức kiến thức hiện tại của chúng ta. Thời gian là một khái niệm hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như chúng ta. Thời gian tồn tại xung quanh chúng ta và là cơ sở để ghi chép về sự sống trên trái đất. Thời gian được coi là hằng số bất biến, nhưng cách nó vận hành vẫn là ẩn số với con người. Từ thời gian có trong tất cả các ngôn ngữ của loài người, nó là một thuộc tính của vận động và phải được gắn với vật chất, vật thể. Giả sử rằng, nếu mọi vật trong vũ trụ đứng im, khái niệm thời gian cũng trở nên vô nghĩa. Các sự vật luôn vận động song hành cùng nhau. Có những chuyển động có tính lặp lại, trong khi đó có những chuyển động khó xác định. Vì thế, để xác định thời gian, người ta so sánh một quá trình vận động với một quá trình khác có tính lặp lại nhiều lần hơn, ổn định hơn và dễ tưởng tượng hơn. Người ta vẫn cho rằng nơi nào trong vũ trụ cũng tồn tại thời gian, nhưng điều đó có thật sự chính xác? 1,26 giây là thời gian cần thiết để ánh sáng đi từ mặt trăng đến trái đất. 1 giờ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ và 1 năm có 365 ngày. Vũ trụ đã trải qua hơn 13,8 tỷ năm. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả điều này là đúng đắn bởi chúng được tính theo kim đồng hồ. Tuy nhiên, Albert Einstein, nhà vật lý học thiên tài đã tuyên bố thời gian là một khái niệm sai lầm. Einstein cùng với thuyết tương đối đã làm rung chuyển các khái niệm của chúng ta từng có về thời gian. Ông chứng minh cho chúng ta thấy rằng thời gian thực ra được tạo nên bởi vật chất. Thời gian không tồn tại từ đầu một cách độc lập. Nó không được vẽ ra trước khi vũ trụ hình thành, để đến đó chờ đợi mọi sự kiện được ghi vào trục hoành của mình. Ông cũng đã chứng minh rằng thời gian là tương đối. Nó trôi qua chậm hơn đối với những đối tượng đang di chuyển nhanh hơn hoặc ở gần một đối tượng lớn hơn. Các sự kiện hóa ra không đồng thời xảy ra trên một trục thời gian duy nhất. Không thể có một hiện tại xảy ra cùng lúc cho cả vũ trụ. Thời gian có tồn tại thực hay chỉ là một ảo tưởng chủ quan? Nó có thể chậm lại hoặc dừng lại không? Có nơi nào mà thời gian không tồn tại? Dù thực tế rằng sự hiểu biết của chúng ta về thời gian đã có hàng ngàn năm, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề nêu trên. Để hiểu những bí ẩn của thời gian, chúng ta thử giải đáp những vấn đề sau đây. Vấn đề đầu tiên là hiện thực kéo dài bao nhiêu giây? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thời gian một khi đã trôi qua là không thể quay trở lại. Thời gian trôi cũng như một mũi tên bắn khỏi cây cung, để lại đằng sau là quá khứ. Mặc dù chúng ta thường hối tiếc việc không thể sửa chữa những sai lầm của quá khứ, lý do là thời gian không thể quay trở lại và chúng ta cần phải quan tâm tới hiện tại. Con người có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Mọi người nói rằng hiện tại là một thời điểm nào đó đang trôi đến tương lai, nằm giữa quá khứ và tương lai của chúng ta. Thời gian mà chúng ta biết có thể được đo bằng các công cụ như đồng hồ và lịch. Kể từ khi nhà vật lý học người Hà Lan Christian Huygens phát minh ra đồng hồ con lắc ở giữa thế kỷ 17, việc đo thời gian đã không ngừng được cải thiện. Đồng hồ con lắc sử dụng dao động con lắc để đo thời gian trôi qua. Nhưng hiện tại kéo dài bao lâu để con người cảm nhận được? Về nguyên tắc, hiện tại chỉ là một khoảnh khắc và sẽ biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, theo một số người, cảm giác của con người về thời gian trôi kéo dài khoảng 2,7 giây. Tất cả trước đó đều là lịch sử và những gì tiếp sau thuộc về tương lai. Vấn đề thứ hai là thời gian ở đâu là nhanh nhất? Trong một số trường hợp, vận tốc trôi của thời gian không như nhau ở khắp mọi nơi. Hiện tượng này được các nhà vật lý học mô tả như là sự giãn nở của thời gian. Theo thuyết tương đối, lực hấp dẫn có thể gây ra sự giãn nở thời gian. Ở nơi lực hấp dẫn mạnh hơn thì thời gian trôi chậm hơn. Ví dụ, một đồng hồ nguyên tử siêu chính xác được đặt dưới mặt đất, tương đương với mặt nước biển, sẽ chạy chậm hơn so với chính đồng hồ đó khi đặt ở trên đỉnh Everest. Đó là do lực hấp dẫn ở mức mặt nước biển mạnh hơn so với lực hấp dẫn ở đỉnh núi, dù thực tế rằng sự khác biệt giữa hai nơi này là vô cùng nhỏ, chỉ có 3 phần nghìn giây mà thôi. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trôi đi của thời gian không chỉ có lực hấp dẫn mà còn là sự di chuyển của vật. Theo lý thuyết này, thời gian trôi chậm hơn đối với vật đang chuyển động. Người ta đã tính được nếu một chiếc xe có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng, tức gần 300.000 km/giây, thời gian có thể chậm lại tới 7.000 lần dòng chảy bình thường của nó. Nếu con người di chuyển với một tốc độ cao xung quanh trái đất, thời gian cũng có vẻ chậm lại. Ví dụ, phi hành gia người Nga Padanka đã ở trong không gian vũ trụ gần 2 năm rưỡi, khoảng 879 ngày xung quanh trái đất,
Sau đó, người ta đã nhận thấy chiếc đồng hồ để ở trong trạng không gian vũ trụ và chiếc đồng hồ để ở trái đất được đặt cùng giờ chênh nhau khoảng 0,02 giây. Nói cách khác, Padanka đã ở 0,02 giây trong tương lai. Ông có thể được coi là một du khách thực sự trong thời gian. Liệu có nơi nào mà thời gian không tồn tại? Trong vũ trụ, thời gian có thể tồn tại khắp mọi nơi, nhưng có thể không phải vậy. Các nhà khoa học cho rằng ở chính trung tâm của một hố đen không hề tồn tại thời gian. Điều này thật khó để chúng ta tưởng tượng bởi chính các hố đen có một lực hấp dẫn rất mạnh, không có bất cứ một hạt photon ánh sáng nào có thể thoát khỏi lực hút của nó. Thực sự không thể quan sát bên trong hố đen, dù cho có sử dụng kính thiên văn tốt nhất trên thế giới đi chăng nữa. Cuối cùng là thời gian có thể dừng lại hay biến mất không? Các nhà vũ trụ học nghĩ rằng điều này liên quan chặt chẽ đến tiến trình phát triển và chết đi của vũ trụ. Nếu trong tương lai xảy ra vụ nổ lớn của vũ trụ, tất cả vật chất ở bên trong vũ trụ sẽ rơi trong một hố đen. Vũ trụ sẽ sụp đổ ngay tức thì và tất cả sẽ kết thúc, cũng là sự kết thúc của thời gian. Còn có một giả thuyết khác về cái chết của thời gian do nhà vật lý học người Anh Roger Penrose đưa ra, rằng sau hàng trăm tỷ năm, vũ trụ có thể đạt đến một sự nguội lạnh, tất cả các ngôi sao đã sử dụng hết nhiên liệu của chúng, các hố đen không còn có năng lượng nữa, tất cả vật chất đều sẽ suy tàn. Cuối cùng không gian nguyên tử cũng sẽ không còn, và khi đó, thời gian sẽ không còn tồn tại. Giả thuyết về kết thúc thời gian của Penrose giống như cái chết của một con người được hình thành từ hàng tỷ tế bào. Những tế bào này lại do các phân tử và nguyên tử cấu thành. Những thành phần này được sắp xếp một cách tuyệt vời, tạo ra sự sống. Sau khi chết, cơ thể người sẽ trở thành một đống nguyên tử. Và có lẽ, vũ trụ giống như cơ thể con người, các hạt cấu thành vũ trụ đã tạo ra thời gian. Không có những hạt này, thì vũ trụ sẽ không có quá khứ, không có hiện tại và không có tương lai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên để lại một like và đăng ký để đón xem những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!